các bộ trưởng trong nhóm TPP họp tại Singapore. Tin từ Singapore, Bộ trưởng Thương mại của các nước trong Hiệp ước Đối tác Thương mại Thái Bình Dương đã đến tham dự các cuộc đàm phán tại Singapore vào ngày hôm nay với hy vọng là sẽ đạt được một thỏa thuận rộng lớn trong thời gian 4 ngày đàm phán với tất cả 12 quốc gia tham dự. Các bộ trưởng được dự kiến sẽ đàm phán về các vấn đề về chính trị với hai nền kinh tế lớn nhất trong các cuộc đàm phán quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương, tìm kiếm thỏa thuận về các vấn đề song phương quan trọng của họ, xe hơi đối với Hoa Kỳ và nông sản cho Nhật Bản. Những trở ngại vẫn còn trong nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm sự bảo vệ của Nhật Bản đối với các sản phẩm nông nghiệp nhạy cảm, chẳng hạn như gạo và sự lo lắng cạnh tranh gia tăng từ Nhật Bản đối với xe hơi của Hoa Kỳ. Washington đã hối thúc Tokyo hủy bỏ tất cả các mức thuế trong 5 loại hàng hóa, gạo, thịt bò và thịt lợn, các sản phẩm sữa, lúa mì và đường. Chúng bao gồm 586 dòng sản phẩm. Phương tiện truyền thông Nhật Bản cho biết là Hoa Kỳ đặc biệt gây áp lực mạnh mẽ trên các loại thịt bò và thịt lợn và các sản phẩm sữa. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã gặp vấn đề trong Hiệp ước Thương mại Thái Bình Dương sau khi một số người trong đảng Dân Chủ lên tiếng chống lại các đàm phán cấp tốc để mong nhanh chóng đạt được thỏa thuận trong các cuộc đàm phán TPP, cũng như các cuộc đàm phán về một thỏa thuận riêng biệt giữa Hoa Kỳ với Liên minh châu Âu. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama được dự kiến sẽ đến thăm Nhật Bản vào tháng 4. Các quốc gia khác tham gia vào các cuộc đàm phán TPP gồm có Úc, Brunei, Chile, Canada, Mã Lai, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam.